Ngày 6 tháng 12, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, lực lượng chức năng đã bắt được đối tượng truy nã đặc biệt Vũ Viết Hải, 41 tuổi, quê xã Hữu Văn, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, để điều tra về tội cướp tài sản. Hải là người đã dùng liềm kê vào cổ chủ cây xăng rồi cướp tiền hôm 26 tháng 11. Theo đó, khoảng 7 giờ cùng ngày, Công an tỉnh phối hợp với Công an thành phố Tam Kỳ đã bắt Vũ Viết Hải khi đang lẫn trốn tại phường Trường Xuân. Trước đó, tối ngày 26 tháng 11, Hải đi xe máy mang biển số giả đến cây xăng bán lẻ Tiên Cảnh ở xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước, chờ khách phản mới đi vào, đề nghị đổ xăng cho xe máy của mình. Khi chủ cây xăng đang bơm xăng, nghi can rút liềm trong người, từ phía sau hoàng tay dí vào cổ uy hiếp. Thời điểm này, cây xăng có một nhân viên ngồi phía trong kiểm đếm tiền và ghi sổ sách. Hải yêu cầu chủ cây xăng đưa hết tiền trong túi, tổng cộng hơn 15 triệu đồng, rồi bỏ trốn. Sau đó, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Tiên Phước đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối tượng Vũ Viết Hải về tội cướp tài sản. Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, sau khi bị truy nã, Hải trốn ở nhiều nơi, đến sáng hôm qua ngày 5 tháng 12, Hải chạy xe máy cướp giật túi sách của một người phụ nữ khác tại khu vực chợ Tam Kỳ, thuộc phường Phước Hòa, thành phố Tam Kỳ. Được biết, Hải không có nghề nghiệp ổn định, theo cha mẹ từ huyện Chương Mỹ, Hà Nội vào lập nghiệp ở thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My theo diện kinh tế mới. Hiện cơ quan chức năng đang tạm giữ Hải để phục vụ điều tra.